chào tất cả quý vị và các bạn trở lại với sân bóng Việt Hùng ở Ngọc Lộc Thanh Hóa ngày hôm nay để hướng tới trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng 2 giải đấu bóng đá U35 Ngọc Lộc lần thứ nhất năm 2020 diễn ra tại sân bóng Việt Hùng, được liên tiếp thực hiện bởi đội áo trắng. Rồi, có vào! Và đó là góc lấn nhanh của Thành Luân. Rồi, không được, vẫn còn. Rất nguy hiểm, bóng vào. Bóng vào, bóng vẫn chưa lăn qua được rồi. Bóng vẫn chưa lăn qua được rồi, nhưng nó vừa rồi. Đi lại một lần người tốt. Thành Cương rất khéo. Rồi, Thành Cương không vào. Một cú đá từ góc hẹp tới từ số 84 của anh Nhật Sở Bở. Bàn thắng dành cho Văn Thái. Công lớn nhất cho bàn thắng vừa rồi thuộc về số 10 Bá Vinh với một tình huống leo biên và quả cắt ngang cực kỳ thuận lợi để Văn Thái có một cú đánh gót vào quân trống. Đánh không nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đó là quy luật nghiệt ngã của bóng đá. FC Ngọc Liên đã phải những hậu quả sau đợt tấn công vừa rồi của FC Sợ Bọ. Văn Thái là người đã ghi bàn thắng đầu tiên và hứa tiếng xoay dẻo không tốt ở giữa sân của Mạnh Cường. Bá Vinh cú đá không trúng tâm bóng của Bá Vinh và cơ hội một lần nữa trôi qua trước mũi giày của số 10. Được, đó là một tình huống mà Hồng Luân không thể chạm bóng. Bá Vinh, cú đá của Bá Vinh, khoảng trống xuất hiện và Bá Vinh thực hiện một cú đá từ xa. Cảnh rất hay của Nguyễn Toàn. Rồi, cú đá không vào. Đó là cú đá của Thành Luân. Văn Thái. Rồi, cú đá. Đó là cú đá trên khung thành của Thành Luân. Thành Cương rất kỹ thuật. Rồi, Văn Thái qua người. Văn Thái không được. Vẫn còn. Rất đáng tiếc cho Bá Vinh. Nên đó là thành công. Cú đá nặng của Thành Cương rất nguy hiểm. Đó là một phản xạ xuất sắc của đội hình Trần Duy. Em xin chào vợ. Văn Thái và đó là cú đúp dành cho cầu thủ áo số 6. Văn Thái chơi không nổi bật, tiên khả năng chọn vị trí và điểm không bóng tuyệt vời của anh đã mang tới cho cá nhân anh một cú đúp và đó là bàn thắng thứ hai dành cho anh Sở Bở trong ngày đi hôm nay. Phút thứ 25 của trận đấu này và Văn Thái nhân đôi trách nhiệm cho anh Sở Bở. Tỷ số là 2-0 cho đội áo vàng. Một tình huống phản công rất nhanh tới từ cầu thủ áo vàng trong tình huống vừa rồi. Bá Vinh là người châm ngòi cho pha tấn công vừa rồi. Anh đẩy quả bóng sát cánh phải cho Thành Vương và một đường chuyền. Thành Vương tiếp tục là pha qua người rất hay của Thành Vương. Không vào, không được. Cảm tưởng rất hay. Văn Nhàn, Văn Tư, cú đá của Văn Tư. Một lần nữa chúng ta phải khen ngợi tài năng của Trần Duy với một pha khép góc kịp thời. Rồi, không được. Và không chỉ bóng không tốt tới từ các cầu thủ bóng đi. Vừa rồi cũng chính là cuối cùng của 30 phút thi đấu đầu tiên hiệp 1 trận đấu giữa Bắc Liên và FC Sợ Bở trên sân bóng Việt Hùng. Vẫn cần còn quá nhẹ, vẫn cần bắt được, vẫn còn không vào, không vào. Thứ hai của anh Cường đối với quan trọng quá mạnh, phải thủ rất hay. Thành Cường không vào. Rất đáng tin cho Thành Cường. Chuyền bóng lại với Văn Tư căng ngang. Nó có lẽ là một tình huống mà Văn Tư có thể mưa vẫn đang chút xuống sân bóng Việt Hùng ngày hôm nay, nhưng nó cũng làm giảm đi theo các bàn nỗ lực của cái đội vừa rồi làm chúng ta chơi rất nhanh tới từ cầu thủ vừa được chung vào sân bên phía của Ngọc Liên. Không được. Thanh Cương không vào. Thanh Cương đã đi bóng quá đủ rồi. Quá cái bóng lên, rất đáng tiếc bằng một cách nào đó bàn thắng vẫn chưa tới dành cho số 84 của FC Sợ Bở. Bóng tốt tới từ Trần Duy, một lần nữa đứng vững trong cuộc. Thành Vương, một đánh hai. Thành Vương, mọi người cú đá. Tỷ số là 3-0 và đó là một siêu phẩm của số 84. Thành Vương với một pha solo hoàn hảo, tuyệt vời. Một tình huống loại bỏ hai hậu vệ áo trắng và đó là một cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán bằng chân trái về phía góc gần.
bóng đập vào mắt tét trong cột dọc trước khi làm tung lưới của thủ môn Nguyễn Quân. Một màn trình diễn tuyệt vời của Nguyễn Phương trên sân bóng Việt Hùng ngày hôm nay. Đó là một cú đá tốt của Nguyễn Toàn. Đây sẽ là một cơ hội thực sự để anh mang về bàn thắng giữa thì dốc quá. Không được. Cho tình huống vừa rồi. Giây cuối cùng của trận đấu này. Văn Nhàn, cú ra chân của Văn Nhàn. Phải quá cao cho cú đẩy của Trần Duy trong thời gian điều chỉnh lực của trận đấu này. Và FC Sở Bảo vẫn đang miệt mài tấn công. Thành Phương. Không vào. Không để tin rồi. Và xử lý đi vào lòng đất của cầu thủ vào số 19 bên phía FC Sở Bảo. Thành Phương rất kỹ thuật và nhảy múa với trái bóng cứu chân của Thành Phương. Hợp lý. Văn Mạnh, tỷ số là 4-0. Đó là bàn thắng rất đẹp của Văn Mạnh. Thành Phương đã đẩy nét cánh trái của Ngọc Liên trước khi trả bóng về tuyến này. Còn Mạnh trong một tình huống chống chảy. Đó là một cú đá chìm hiểm hóc và tỷ số là 4-0 cho FC Sở Bảo trong những phút cuối cùng của trận đấu này. Cú đá của Nguyễn Toàn, một cú đá sen và đó cũng chính là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Kết quả chung cuộc, FC Sở Bảo đánh bại các cầu thủ Ngọc Liên với tỷ số là 4-0.